Thưa quý vị, trong chương trình thăm chính thức Romania chiều ngày 21 tháng 1 theo giờ địa phương tại thủ đô Bucharest, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp các đại biểu Hội hữu nghị Romania Việt Nam và các hội đoàn bạn bè hữu nghị Romania với Việt Nam. Tại cuộc gặp, những người bạn Romania khẳng định tình cảm sâu sắc đặc biệt với Việt Nam, với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đại biểu cho biết, ngày nay, nhiều sản phẩm của Việt Nam đã được biết tới rộng rãi tại Romania. Tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và trở thành con hổ, con sư tử mới về nền kinh tế của châu Á, vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định quan hệ kinh tế vẫn chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và độ tin cậy cao của hai nước. Hai bên cũng đều có mong muốn tăng cường hợp tác về kinh tế và nền kinh tế hai nước có nhiều thế mạnh mang tính bổ sung cho nhau. Các hiệp định EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU EVIPA cũng là những yếu tố quan trọng tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại đầu tư song phương. Do đó, điều quan trọng là thúc đẩy triển khai các đề án, dự án hợp tác kinh tế cụ thể, khắc phục khó khăn về khoảng cách địa lý thông qua chuyển đổi số thương mại điện tử. Cho biết chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Romania lần này nhằm mục đích tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Romania, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc, phát huy hơn nữa nền tảng và những thành tựu trong quan hệ song phương gần 75 năm, đồng thời bổ sung thêm những động lực mới cho quan hệ hai nước. Thủ tướng cảm ơn và mong những người bạn hữu nghị Romania tiếp tục tạo động lực, truyền cảm hứng cho người dân Romania, đóng góp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững của hai nước. Cũng trong chiều 21 tháng 1 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm làm việc tại Trường Đại học Xây dựng Bucharest, Romania. Đây cũng là ngôi trường Thủ tướng theo học thời đại học. Đại học Xây dựng Bucharest là trường đại học lớn có uy tín và duy nhất của Romania, tập trung hoàn toàn cho giáo dục kỹ thuật dân dụng. Nhiều công trình khoa học nghiên cứu của trường được ứng dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả lợi ích cao. Trường đã đào tạo hàng vạn cán bộ kỹ sư, tiến sĩ phục vụ phát triển cho Romania và nhiều nước khác. Phát biểu với lãnh đạo và đội ngũ các cán bộ, giáo sư, giảng viên nhà trường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điểm lại quá trình gần 75 năm quan hệ Việt Nam-Romania, đặc biệt là về chuyến thăm Romania của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào những năm 1957 và sự hỗ trợ vô tư trong sáng của Romania dành cho Việt Nam, cả trong thời kỳ kháng chiến và xây dựng phát triển đất nước sau này và hiện nay. Thủ tướng khẳng định Việt Nam không bao giờ quên sự hỗ trợ giúp đỡ chí tình chí nghĩa, hợp tác chặt chẽ của Romania trong suốt gần 75 năm qua, mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Romania trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về giáo dục đào tạo. Thủ tướng Chính phủ cho rằng giáo dục và đào tạo là điểm nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Romania là quốc gia có thế mạnh về giáo dục đào tạo, với nhiều ngành, lĩnh vực nổi bật, cả về khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng. Đến nay, Romania đã đào tạo khoảng 4.000 lưu học sinh Việt Nam, trong đó Trường Đại học Kỹ thuật Xây dựng Bucharest trong giai đoạn 1970-1980, trường đã đào tạo cho Việt Nam khoảng 1.000 lưu học sinh. Thủ tướng mong muốn Đại học Kỹ thuật Xây dựng Bucharest tiếp tục phát huy vai trò là một cơ sở giáo dục hàng đầu của Romania trong đẩy mạnh quan hệ hợp tác về giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, nhất là những lĩnh vực là thế mạnh của trường với các cơ sở giáo dục đối tác liên quan của Việt Nam, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước. Dịp này, Thủ tướng và phu nhân đã thăm phòng thí nghiệm thủy lực và thăm khu ký túc xá sinh viên quốc tế của trường. Thủ tướng bày tỏ vui mừng và xúc động được trở lại thăm trường cũ, ngôi trường thân yêu mà ông đã từng gắn bó. Thủ tướng cho biết những năm tháng được rèn luyện, học tập và nghiên cứu dưới mái trường này là những kỷ niệm tươi đẹp, sâu sắc, mãi mãi không thể nào quên, là một phần cuộc sống của ông. Thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ thầy cô giáo về công sức, sự tận tâm giúp đỡ cho các thế hệ sinh viên được trang bị nền tảng kiến thức vững chắc, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng vui mừng chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của nhà trường, nhất là về cơ sở vật chất, mô hình đào tạo hiện đại, chú trọng sáng tạo, đổi mới tư duy, giải quyết các vấn đề thực tiễn. Ngày nay đã đào tạo hàng nghìn kỹ sư có uy tín, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, đóng góp cho sự phát triển của Romania và nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thủ tướng khẳng định dù công tác trên cương vị nào, ông vẫn hết lòng chung tay vun đắp cho mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển, nhân dân hai nước ngày càng hiểu biết lẫn nhau, hướng tới mục tiêu hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững. Tin tưởng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước sẽ ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn. Tối qua 21 tháng 1, tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình Tết vì người nghèo Xuân Giáp Thìn 2024, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tham dự chương trình.
Chương trình Tết vì người nghèo, tỉnh Nghệ An đã kêu gọi được hơn 726 tỷ đồng để chăm lo Tết cho hàng trăm nghìn hộ nghèo. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần san sẻ một phần khó khăn, tiếp thêm động lực để các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đón Tết ấm áp, đầy đủ, hạnh phúc. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Nghệ An vẫn còn hơn 45.000 hộ nghèo, hơn 50.000 hộ cận nghèo và nhiều hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang cần sự chung tay hỗ trợ của toàn xã hội. Năm nay tại chương trình Tết vì người nghèo Giáp Thìn 2024 đã có 207 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ với số tiền hơn 140 tỷ đồng. Sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên, chúc Tết bà con nhân dân, các lực lượng vũ trang, các gia đình chính sách, người có công, các hộ gia đình, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lào Cai. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Cẩm Tú chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai đón năm mới Giáp Thìn 2024 vui tươi, an lành và gặt hái thêm nhiều thành tựu hơn nữa trong năm mới. Đồng chí đề nghị tỉnh Lào Cai thực hiện tốt chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về công tác an sinh, phúc lợi xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết. Nhân dịp này, đồng chí Trần Cẩm Tú và các đoàn công tác đã trao tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn và quà cho lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai. Cục Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo công an địa phương thử nghiệm ứng dụng công nghệ kết nối tuần tra liên tuyến và hoạt động tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A. Ứng dụng tuần tra kiểm soát trên thiết bị di động của lực lượng cảnh sát giao thông được kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ tương thích với nhiều loại thiết bị di động để từng bước tự động hóa, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia giao thông. Điểm nổi bật của ứng dụng là sử dụng công nghệ quét QR code trên căn cước công dân và giấy phép lái xe của tài xế để thu thập thông tin người điều khiển phương tiện nhanh chóng, chính xác. Dữ liệu được kết nối trực tuyến với các tổ cảnh sát giao thông đang hoạt động trên tuyến quốc lộ 1A và truyền về trung tâm thông tin chỉ huy giao thông các cấp để quản lý điều hành. Việc áp dụng công nghệ giúp tránh chồng chéo trong việc kiểm soát phương tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông. Thưa quý vị, luật các tổ chức tín dụng sửa đổi đã chính thức được Quốc hội thông qua, nhiều vấn đề đã được điều chỉnh bổ sung. Các điểm mới này sẽ giúp hạn chế tình trạng sở hữu chéo cũng như chi phối thao túng ngân hàng, từ đó giúp hệ thống các tổ chức tín dụng trở nên công khai, minh bạch và an toàn hơn. Điểm đổi mới được quan tâm nhất với luật các tổ chức tín dụng sửa đổi là các quy định về giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần, giảm giới hạn cấp tín dụng, tăng yêu cầu về cung cấp thông tin đối với cổ đông. Theo đó, tỷ lệ sở hữu cổ phần với cổ đông cá nhân là 5%, giới hạn cho cổ đông là tổ chức giảm xuống 10%, cổ đông và người có liên quan giảm còn 15%. Yêu cầu cổ đông nắm 1% vốn trở lên tại các tổ chức tín dụng phải công khai thông tin để bảo đảm minh bạch. Cái sở hữu chéo tồn tại nó phải được quản lý và giám sát một cách chặt chẽ nhất, thì lúc đó cái hình thức sở hữu chéo ngân hàng nó không còn nữa và chúng ta mới có thể đảm bảo các cái ngân hàng hoạt động một cách công khai, bình đẳng, minh bạch và đảm bảo các cái yêu cầu chung của cộng đồng quốc tế cũng như của các cơ quan quản lý nhà nước. Nghị quyết 42 năm 2017 về xử lý nợ xấu đã hết hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2023, gây ảnh hưởng lớn tới việc xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại. Khi luật các tổ chức tín dụng sửa đổi được thông qua sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để làm căn cứ xử lý nợ xấu. Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi cũng giúp tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức tín dụng, góp phần hạn chế rủi ro cho hệ thống tài chính. Luật ra đời lần này là đạt được sự công bằng. Thứ hai là sự mạch lạc và thứ ba là tạo điều kiện cho cái dòng chảy cho cái thị trường tín dụng nó phát triển mạnh, nó tương xứng với cái nhu cầu của nền kinh tế. Thì chắc chắn là cái động lực của tăng trưởng kinh tế dựa trên tín dụng, tôi cho rằng điều này rất quan trọng sẽ được khơi thông. Với nhiều thay đổi, luật các tổ chức tín dụng sửa đổi sẽ là hành lang pháp lý quan trọng, góp phần giúp hệ thống hoạt động ổn định, minh bạch và tiệm cận với chuẩn quốc tế, góp phần giúp hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, ổn định và bền vững. Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi thông báo kết luận của Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc xử lý sư trụ trì chùa Ba Vàng, Đại đức Thích Trúc Thái Minh về các sai phạm xảy ra tại chùa Ba Vàng.
Căn cứ Điều 82 chương 13 Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi và các điều khoản trong quy chế hoạt động khác, tập thể Ban Thường trực Hội đồng Trị sự quyết định kỷ luật cảnh cáo Đại Đức Thích Trúc Thái Minh. Sư Thích Trúc Thái Minh phải sám hối trước Ban Thường vụ Hội đồng Trị sự và thông báo tới các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh phải cam kết hứa nếu tiếp tục xảy ra sai phạm tương tự làm mất niềm tin của xã hội đối với Phật giáo, ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội thì sẽ bị tẩn xuất, tước quyền trụ trì. Thưa quý vị, tình trạng người trẻ mắc các căn bệnh của người già ngày càng tăng trong những năm qua, đặc biệt ở các bệnh như là cao huyết áp, mỡ máu, đột quỵ, ung thư. Tình trạng này gây gánh nặng cho cá nhân, gia đình và cả hệ thống y tế. Mới 20 tuổi nhưng bệnh nhân này đã được xác định là bị tăng huyết áp. Đáng nói, trường hợp này được chẩn đoán là tăng huyết áp vô căn. Đây vốn là bệnh chỉ gặp phổ biến ở người cao tuổi. Một năm trở lại đây thì em thức khá là khuya. Gần bị triệu chứng tăng huyết áp nhất thì em thức đến 3-4 giờ sáng em mới đi ngủ. Và lúc đấy huyết áp tận 180. Thế cũng về Hà Nội kiểm tra nhưng mà bạn ấy bảo, các bác sĩ cũng bảo em là tăng huyết áp không có nguyên nhân. Tức là cái tăng huyết áp nó trẻ hóa do những các cụ, giống như các cụ ấy. Bệnh viện Nội tiết Trung ương, số lượng bệnh nhân cấp cứu có sự gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là các bệnh nhân trẻ tuổi. Bệnh nhân này phát hiện tiểu đường cách đây 10 năm nhưng vẫn chưa chú ý đến chế độ ăn uống do chủ quan mình vẫn còn trẻ. Vẫn chủ quan theo cách sinh hoạt. Ăn uống nó không điều độ thì đâm ra là nó một là cái đường huyết cao, hai là mỡ máu nó cũng tăng lên thì nó chèn vào tụy thì nó mới viêm tụy. Các đối tượng bệnh nhân trẻ tuổi thì gia tăng so với trước kia rất nhiều. Và thông thường các bệnh nhân đái tháo đường nhập viện khoa Bệnh viện Nội tiết Trung ương, đặc biệt là khoa cấp cứu thì trong tình trạng là rất là nặng. Một thống kê của Viện Tim mạch Việt Nam cho thấy, từ năm 2000 đến nay, số người trên 25 tuổi bị cao huyết áp tăng 47% so với các thập niên trước. Tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ tuổi trung bình tăng khoảng 2% mỗi năm. Nhiều người trẻ bị đột quỵ là do các yếu tố có nguy cơ gần giống ở người trung niên và cao tuổi, kèm theo mắc các bệnh lý nền sớm như tăng huyết áp, tiểu đường. Các chuyên gia khuyến cáo người trẻ cần thay đổi lối sống, tăng cường hoạt động thể chất, tránh những yếu tố độc hại như khói thuốc lá, hóa chất, hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử ít nhất 30 phút trước khi đi ngủ, thăm khám sức khỏe định kỳ. Thưa quý vị, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa có 100 km đường biên giới đất liền với nước bạn Lào. Thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về luật phòng chống ma túy cho người dân đã và đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa có 11 bản, trong đó có 7 bản với 15 km đường biên giới tiếp giáp với huyện Viêng Say của nước bạn Lào. Trước đây, Pù Nhi là một trong những địa bàn trọng điểm của các loại hình tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó đặc biệt là tội phạm ma túy. Cũng ban quản lý bản chúng tôi cũng có được phối hợp với đồn biên phòng với lại công an xã chính quy cũng vào cuộc cho năm 2023 này là trong bản nó hát là cái số người con nghiện là đã hết sạch không còn đứa nào. Những năm gần đây, nhận thức về pháp luật của người dân vùng cao biên giới Mường Lát đã được nâng lên rõ rệt. Các đối tượng nghiện, cai nghiện được kiểm soát chặt chẽ. Tình trạng trồng cây thuốc phiện đã không còn xuất hiện. Hành vi tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và sử dụng các chất ma túy giảm dần. Cùng tuyên truyền cho nhân dân, làng ăn, cho gia đình ổn định. Là thứ hai nữa là cũng cùng tuyên truyền cho nhân dân để không làm cái việc trái về pháp luật. Để nhân dân nâng cao nhận thức về hậu quả tác hại của ma túy đối với bản thân, cộng đồng, gia đình và xã hội. Nắm tình hình từ sớm từ xa, từ ngoài biên giới và tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động của tội phạm. Nhờ công tác tuyên truyền dân vận và sự góp sức của quần chúng nhân dân, trong năm 2023, lực lượng biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh thành công 6 chuyên án, bắt 27 vụ, 37 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 6 bánh heroin, 30.000 viên ma túy tổng hợp, 16 kg ma túy các loại và nhiều tang vật khác. Thưa quý vị, những ngày này, nhiều doanh nghiệp của Việt Nam đang tích cực tổ chức các hoạt động thăm hỏi và tặng quà Tết cho bà con người gốc Việt Nam, đặc biệt là các gia đình nghèo đang sinh sống tại thủ đô Phnom Penh và nhiều địa phương của Campuchia.
Chiều ngày 21 tháng 1 tại trụ sở Hội Khmer Việt Nam ở Phnom Penh, Đoàn Doanh nghiệp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình Tết hạnh phúc cho kiều bào tại Campuchia. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã chia sẻ, chương trình là một hoạt động chứa đựng tình cảm và ý nghĩa sâu sắc. Cái quan trọng là cái dòng máu mình đang chảy. Không quan trọng là chúng ta đang ở một cái vị trí địa lý nào. Một khi đã chảy cùng một dòng máu với nhau thì đều là người Việt Nam. Đó là lý do tại sao mà Tiên cũng rất là mong muốn mình sẽ đem những cái tấm lòng nhỏ của mình thôi để giúp đỡ cho mọi người, để mọi người biết được rằng là ở Việt Nam chúng tôi cũng có rất là nhiều những con tim đang hướng về những kiều bào ở trên nhiều đất nước khác. Đoàn đã trao tặng hàng chục phần quà gồm cặp sách, quần áo, bánh kẹo, tiền mặt cho học sinh là con em người gốc Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 1, đoàn sẽ trao tổng cộng gần 500 suất quà và học bổng cho học sinh, giáo viên và một số gia đình nghèo trên địa bàn Phnom Penh và tỉnh Can Đan. Tại tỉnh Hải Dương, các cấp công đoàn trên địa bàn đang khẩn trương chuẩn bị chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Trong đó, trọng tâm hướng tới những người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Với phương châm không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã tham mưu cho các cấp chính quyền tích cực vận động mọi nguồn lực, đồng thời trích kinh phí công đoàn để chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, mất việc làm. Hiện nay thành phố cũng sẽ tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà cho đoàn viên người lao động. Năm nay thì dự kiến số lượng ít nhất là 10% số đoàn viên người lao động được thụ hưởng, tương đương với cả hơn gần 2.000 đoàn viên người lao động với tổng giá trị là trên 700 triệu đồng. Từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục rà soát số lượng đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn để tổ chức thăm hỏi động viên, bảo đảm mọi đoàn viên, người lao động được đón Tết đầm ấm. Những ngày này, người dân xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh lại tất bật đón khách và thương lái đến tham quan và đặt mua hoa mai. Nhờ duy trì giống mai vàng bản địa, đời sống người dân đã thay đổi. Nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo, làm giàu từ cây mai. Vườn mai của gia đình bà Võ Thị Nở rộng hơn 1.000 m2. Từ hơn một tháng trước, thương lái đã đến chọn và đặt hàng những gốc mai đẹp nhất. Gia đình bà Nở trồng mai đã hơn 8 năm nay. Đây cũng là loại cây mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình bà. Trồng được 300 gốc, mà mỗi năm tiền thu hoạch được một năm được 100 triệu. Thì cũng như cây mai mà nuôi con ăn học. Gia đình chị Bùi Thị Bình có gần 2 hectare trồng mai với gần 4.000 cây đã trưởng thành. Với giá bán trung bình từ 3 đến 5 triệu đồng một cây, dự kiến mùa thu hoạch năm nay, cây mai sẽ mang về cho gia đình chị hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, các gốc mai cổ thụ của gia đình đã được khách hàng đặt mua với giá rất cao, gần 100 triệu đồng một cây. Nhà tôi là bán được tầm cử hơn 300, với thì gần Tết đây là bán được hơn 200 nữa, là tổng thể thì là đã hơn 500 triệu rồi. Nhưng mà mai năm nay là được mua này, thời tiết ủng hộ cao này, cho nên là mai rất chi là đẹp. Xã Kỳ Nam hiện có hơn 150 hộ dân trồng mai, tổng diện tích đạt gần 7,5 hectare với khoảng 37.000 cây. Dự tính số lượng mai Kỳ Nam cung ứng ra thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sẽ tăng gấp đôi so với năm 2023. Để phát triển về cây mai Kỳ Nam thì được sự quan tâm giúp đỡ của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh và Trung tâm Chuyển giao Khoa học Công nghệ thị xã Kỳ Anh đã về tại Kỳ Nam đầu tư giúp đỡ bà con là nâng vị thế cây mai lên một tầm mới để là đưa ra thương hiệu bán trên thị trường và làm công tác bảo tồn và chỉ dẫn địa lý về cây mai Kỳ Nam. Được biết thời gian tới chính quyền địa phương sẽ tiến hành quy hoạch phát triển bền vững vùng trồng mai Kỳ Nam, qua đó góp phần tăng thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động địa phương. Thưa quý vị, tại Việt Nam, ngành âm nhạc được coi là một trong những lĩnh vực mũi nhọn trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, tầm nhìn đến năm 2030. Tuy nhiên, để tạo không gian phát triển cho ngành công nghiệp âm nhạc, thì các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền tác giả cần phải được quan tâm nhiều hơn nữa. Thời gian qua, câu chuyện tác quyền âm nhạc vẫn là chủ đề nóng trên các diễn đàn nghệ thuật. Đâu đó vẫn còn xảy ra những tranh chấp không đáng có. Tuy nhiên, việc nhạc sĩ đang sống tốt nhờ thù lao tác quyền và nếu tranh chấp xảy ra thì cơ sở pháp lý cũng có đủ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho những người sáng tạo. Sự thay đổi lớn này cho thấy sự nỗ lực của nhiều phía, trong đó có Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Tôi bắt đầu tham gia
gửi các tác phẩm đến Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả từ năm 2019. Thì từ khi mà gửi tác phẩm của mình đến trung tâm thì tôi cảm thấy rất là yên tâm. Yên tâm đầu tiên đó là mình được bảo vệ những cái tác phẩm mà mình viết sẽ không bị mất cái quyền lợi. Cái vụ kiện của Giàng Son Giấc Mơ Trưa với cả BH Media thì vẫn đang được tiếp tục, và Giàng Son vẫn luôn được trung tâm hỗ trợ về mặt pháp lý, về mặt tư vấn các bước đi tiếp theo một cách chắc chắn ra sao để vụ kiện này tiếp tục và được củng cố trong thời gian tới. Báo cáo tổng kết hàng năm của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam luôn đạt mức tăng trưởng cao, cho thấy hiệu quả trong công tác tổ chức. Những điểm xoan rất đẹp của 2003, cái thứ nhất đó là niềm tin của tác giả. Qua đó thể hiện con số là bây giờ chúng ta đã lên tới gần 5.800 tác giả, chủ sở tác phẩm, tin tưởng đã ủy thác cho trung tâm. Cái thứ hai về nguồn thu, VCMC Việt Nam đã thu được khoảng 344 tỷ 121 triệu, đây là con số chặn. Ở đây là cái nguồn thu đưa về cho tác giả, chưa nói là cái thuế đã đóng cho nhà nước. Những dấu hiệu khởi sắc này đã làm cho giới sản xuất âm nhạc yên tâm hơn vì một không gian minh bạch và công bằng trong vấn đề bản quyền, qua đó tạo thêm động lực cho các tác giả tạo nên những tác phẩm chất lượng cao, có khả năng chinh phục thị trường và trở thành những sản phẩm văn hóa mang lại nguồn lợi kinh tế lớn, đóng góp vào phát triển công nghiệp văn hóa và sự phát triển của đất nước. Thưa quý vị, tạo hình rồng luôn là hình tượng cao quý và tiêu biểu của nền mỹ thuật dân tộc ta từ bao đời. Cho đến ngày nay, hình tượng rồng vẫn tiếp tục được kế thừa, sử dụng trong mỹ thuật hiện đại. Mới đây, triển lãm vẽ rồng dành cho người trẻ đã được tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Qua góc nhìn và nét vẽ hiện đại của các nghệ sĩ trẻ, linh vật rồng trở nên độc đáo, ấn tượng, đem đến nhiều góc nhìn thú vị, vui vẻ cho cộng đồng người yêu sáng tạo trước thềm Tết đến xuân về. Với người Việt, rồng không chỉ là biểu tượng cho sức mạnh mà còn là vật linh trong tín ngưỡng văn hóa dân gian với nhiều gắn bó gần gũi cả về đời sống lẫn tâm linh. Trong dân gian thì con rồng được quan niệm trước hết là chúng ta nhìn đến tổ tiên của chúng ta thì đó là con rồng cháu tiên. Nó như một cái niềm điềm lành đối với đời sống dân gian, và khi thấy cái hình tượng rồng xuất hiện thì đó là cái sự may mắn, sự trường tồn, sự bình yên, tượng trưng cho sự tốt đẹp trong đời sống của con người. Hình tượng rồng vì thế mang đến rất nhiều cảm hứng đa dạng cho giới sáng tạo, từ đậm nét văn hóa truyền thống đến phá cách trẻ trung hiện đại, từ hiện thực đến bán trừu tượng, biểu hiện, lập thể. Và con rồng thời Nguyễn để thể hiện tác phẩm lần này, tôi lấy cảm hứng từ trò chơi truyền thống tò he của nước ta, mong muốn là qua tác phẩm hiện đại của tôi thì các bạn trẻ sẽ có nguồn cảm hứng tích cực và phấn khởi hơn và vui vẻ hơn khi tìm hiểu về trò chơi truyền thống. Vẽ khó nhất trong 12 con giáp. Thành ra cũng cảm giác đây như là một cái thử thách. Tôi lấy cảm hứng từ hình ảnh đường sắt Việt Nam, cái hình ảnh tàu lai rồng đó giống như một cái giống như một cái mắt xích, một cái hình ảnh ẩn dụ cho sự đoàn kết, sự kết nối giữa ba miền của Việt Nam. 80 tác phẩm được trưng bày trong triển lãm thể hiện hình ảnh rồng đa dạng trong nhiều khía cạnh, từ văn hóa, lịch sử, di sản đến đời sống thường nhật, truyền tải những thông điệp tích cực về linh vật năm mới Giáp Thìn 2024. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 1 tại thủ đô Moscow, lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã dẫn đầu đoàn vào viếng và đặt hoa tại lăng lãnh tụ vô sản Vladimir Ilyich Lenin nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của ông, 21 tháng 1 năm 1924, 21 tháng 1 năm 2024. Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga cùng hàng nghìn đảng viên, đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Komsomol mang tên Lenin, đại diện nhiều tổ chức xã hội và lực lượng cánh tả cùng người dân đã đặt vòng hoa trước cửa lăng Lenin và vào viếng vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân, giai cấp vô sản toàn thế giới. Dòng người mang theo cờ đỏ bốn liềm, cờ đoàn, cờ của các tổ chức xã hội, các biểu ngữ tưởng nhớ tới sự nghiệp của vị lãnh tụ vô sản. Bằng tài năng lãnh đạo của mình, Vladimir Ilyich Lenin đã đưa một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh thế giới thứ nhất tái sinh thành nước Cộng hòa Xô Viết.
Lenin đã đặt con đường xây dựng một thế giới nơi lao động chứ không phải đồng tiền thống trị, nơi mọi người đều được đối xử bình đẳng, được tôn vinh. Tư tưởng của Lenin trong quan hệ quốc tế cũng là di sản lớn cho nhân dân và nhân loại. Tuyên ngôn của người về nền hòa bình cho đến nay vẫn có ý nghĩa thực tiễn trong bối cảnh thế giới còn đang giải quyết rất nhiều cuộc xung đột. Các hoạt động tưởng nhớ 100 năm ngày mất của lãnh tụ của giai cấp vô sản diễn ra trên khắp nước Nga. Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp diễn ác liệt khắp dải Gaza, bất chấp đã hơn 25.000 dân thường thiệt mạng. Lực lượng Hamas lần đầu tiên lên tiếng lý do tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Lực lượng Hamas công khai báo cáo đầu tiên về vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào lãnh thổ Israel, thừa nhận có một số lỗi sai nhưng khẳng định cuộc tấn công là bước đi cần thiết. Trong báo cáo, lực lượng này cho biết mục tiêu ban đầu của nhóm là nhằm vào các địa điểm quân sự của Israel và bắt giữ các binh sĩ Israel. Nếu có trường hợp nào nhắm vào dân thường thì việc này xảy ra một cách tình cờ. Trong khi đó, Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, bác bỏ yêu cầu của Hamas về việc chấm dứt xung đột để đổi lấy 136 con tin Israel hiện đang bị giam giữ ở Gaza. Ông Netanyahu cũng kiên quyết bác bỏ giải pháp hai nhà nước nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Hội đồng Tổng thống Yemen vừa triệu tập phiên họp khẩn để thảo luận phương hướng giải quyết tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở trong nước và hành động leo thang quân sự của lực lượng Houthi. Hội đồng Tổng thống Yemen cảnh báo Houthi về những hậu quả của ý đồ đẩy mạnh tấn công nhằm vào các địa điểm dân sự và phá hoại nỗ lực hòa bình. Các nguồn tin từ chính phủ Yemen tiết lộ, trong những ngày gần đây, lực lượng Houthi huy động và tái bố trí các tay súng, phương tiện và vũ khí trên nhiều mặt trận khác nhau ở quốc gia Ả Rập. Ngoài ra, các lực lượng vũ trang Yemen và các nhóm kháng chiến bảo vệ các thể chế nhà nước và chống lại những cuộc tấn công của Houthi cũng đang trong tư thế sẵn sàng tham chiến để bảo vệ chính phủ. Giới quan sát đánh giá cuộc họp khẩn của Hội đồng Tổng thống Yemen báo hiệu sự căng thẳng gia tăng và khả năng tái bùng phát giao tranh giữa Houthi và các lực lượng ủng hộ chính phủ Yemen. Theo Bộ Nội vụ Pháp, ít nhất 75.000 người trên khắp nước Pháp đã tham gia biểu tình nhằm gây áp lực lên cơ quan hành pháp để ngăn chặn việc ban hành luật nhập cư được Quốc hội Pháp bỏ phiếu thông qua vào giữa tháng 12 năm 2023. 4 ngày trước khi Hội đồng Hiến pháp của Pháp ký quyết định ban hành luật nhập cư, một liên minh gồm những người phản đối luật này đã kêu gọi biểu tình. Theo tổ chức công đoàn CGT của Pháp, số người tham gia biểu tình là 150.000 người trên khắp nước Pháp. Hơn 160 cuộc tuần hành đã được lên kế hoạch vào ngày 21 tháng 1, đặc biệt là ở thủ đô Paris. Những người biểu tình kêu gọi sự quan tâm đến việc thống nhất và đoàn kết hơn là sự chia rẽ trong xã hội Pháp, đồng thời yêu cầu Tổng thống Emmanuel Macron không ban hành luật nhập cư mới, cho rằng luật này được điều chỉnh theo ý kiến của những người mang tư tưởng thù hận cá nhân, mang đậm màu sắc tư tưởng phe cực hữu. Văn bản bao gồm nhiều biện pháp gây tranh cãi, chẳng hạn như thắt chặt khả năng tiếp cận phúc lợi xã hội, thiết lập hạn ngạch di cư hay khôi phục việc trừng phạt đối với tội cư trú bất hợp pháp.